Tin bóng đá mới nhất ngày 16 tháng 7, Barca hết hy vọng với siêu sao Neymar. MU ra điều kiện cho Real Madrid về Paul Pogba. Công Phượng gặp áp lực lớn tại câu lạc bộ Sint-Truiden. Đó là những tin tức trong bản tin bóng đá mới nhất. Barca hết hy vọng với Neymar. Tờ Daily Mail cho rằng Barca đã hết ngân quỹ chuyển nhượng cho mùa hè này khi phải vay tiền để chiêu mộ Frenkie de Jong 75 triệu euro, Neto 25 triệu euro, Pusa Wack 12 triệu euro và Antoine Griezmann 120 triệu euro. Bên cạnh đó, Barca còn đang chịu số nợ lên tới 888 triệu euro, gồm 488 triệu euro nợ ngắn hạn. Do đó, họ sẽ cần phải thanh toán các khoản nợ xuống còn 200 triệu euro. Cách đây ít ngày, Chủ tịch Josep Vaterbill từng thừa nhận Barca phải đi vay 35 triệu euro để ký hợp đồng với Antoine Griezmann và 85 triệu euro dự kiến được thanh toán còn lại vẫn chưa được nhận. MU ra điều kiện cho Real Madrid về Paul Pogba. Tờ Daily Mail cho biết MU định giá Paul Pogba là 150 triệu bảng và Juventus đã từ bỏ thương vụ này. Theo đó, chỉ còn Real Madrid mới đủ khả năng chi trả số tiền trên để ký hợp đồng với tiền vệ người Pháp. MU sẵn sàng để Paul Pogba ra đi nếu Real Madrid đồng ý trả 150 triệu bảng trước ngày 8 tháng 8, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2019 ở Anh khép lại. Nếu Real Madrid đưa ra đề nghị sau ngày 8 tháng 8, họ sẽ phải chờ tới mùa hè 2020 để quay lại thương vụ này. Hiện tại, Paul Pogba đang cùng MU du đấu tại Australia. Tuy nhiên, việc anh có ở lại đội chủ sân Old Trafford trong mùa giải tới hay không thì phải phụ thuộc vào Real Madrid. Iker Casillas được Porto thăng chức. Trên trang chủ câu lạc bộ, Porto thông báo xác nhận bổ nhiệm Iker Casillas trở thành thành viên ban huấn luyện đội bóng. Thông báo của đội chủ sân Dragao có nội dung Iker Casillas sẽ trở thành một phần trong ban huấn luyện của Porto trong thời gian anh ấy bình phục sức khỏe. Nhiệm vụ của Iker Casillas là xây dựng mối quan hệ tốt giữa các cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo Porto. Tờ Marca còn cho rằng anh sẽ trở thành giám đốc của Porto trong tương lai. Sau khi được nhận vai trò mới, Iker Casillas chia sẻ: "Tôi sẽ đảm nhận nhiệm vụ hoàn toàn khác so với công việc của tôi trước đây. Nhiệm vụ của tôi là kết nối, xây dựng mối quan hệ giữa các cầu thủ, ban huấn luyện và ban lãnh đạo đội bóng. Huấn luyện viên Sergio Conceição nói muốn tôi ở lại để cống hiến cho Porto. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ các đồng đội và đội bóng." De Gea sắp gia hạn hợp đồng với MU. Tờ Daily Mail tiết lộ De Gea nhiều khả năng sẽ gia hạn hợp đồng với MU sau tour du đấu hè 2019. Theo đó, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ được MU tăng lương từ 200.000 bảng trên tuần lên 375.000 bảng trên tuần. Nếu ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với MU, anh sẽ nhận số tiền tổng cộng lên tới 97,5 triệu bảng. Con số này giúp anh trở thành thủ môn hưởng lương cao nhất thế giới, đứng thứ hai tại MU và Premier League, chỉ sau Alexis Sanchez 500.000 bảng trên tuần. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Ole Gunnar chia sẻ: "David đang có mặt trong tour du đấu hè 2019 cùng chúng tôi. Hiện giờ cậu ấy đang suy nghĩ và thương thảo hợp đồng. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ được sớm giải quyết. Tôi lạc quan về khả năng David đồng ý ở lại. Như đã nói nhiều lần trước đây, tôi rất may mắn khi MU của mình có David đứng trong khung thành. Chính vì vậy, tôi thực sự mong cậu ấy sẽ gắn bó lâu dài với MU." Premier League xét thành tích đối đầu từ mùa giải 2019-2020. Premier League sẽ có sự thay đổi lớn từ mùa giải 2019-2020 tới khi chỉ số đối đầu sẽ được đưa vào so sánh khi hai đội bằng điểm. Trong trường hợp bắt buộc phải phân định cao thấp, Premier League sẽ tổ chức một trận play-off trên sân trung lập. Dù vậy, từ khi giải đấu ra đời vào năm 1992 đến nay, chưa bao giờ một trận play-off được diễn ra. Từ mùa giải 2019-2020 tới, xác suất xảy ra một trận play-off càng nhỏ hơn. Bởi lẽ Premier League sẽ đưa thêm thành tích đối đầu vào để phân cao thấp khi hai đội bằng điểm. Thứ tự cụ thể như sau: hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được, điểm số giành được trong đối đầu trực tiếp, số bàn thắng ghi được trên sân đối thủ xét đối đầu trực tiếp tương tự luật bàn thắng sân khách ở đấu loại trực tiếp và kết quả play-off. Paris Saint-Germain chuẩn bị đón tân binh từ Dortmund. Paris Saint-Germain tỏ ra khá im tiếng trên thị trường chuyển nhượng hè 2019 khi mới đem về hai tân binh là tiền vệ Pablo Sarabia Sevilla và Ander Herrera. Chính điều này khiến người hâm mộ đội bóng cảm thấy lo lắng cho tham vọng cạnh tranh chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, những động thái mới đây cho thấy, dường như Paris Saint-Germain đang bắt đầu tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng. Theo tiết lộ, đội chủ sân công viên các hoàng tử đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Diallo của Dortmund với mức phí 32 triệu euro. Thương vụ này nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trong tuần này. Cầu thủ 21 tuổi người Pháp sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Paris Saint-Germain để trở lại Pháp sau khi trải qua hai mùa giải gần nhất thi đấu tại Bundesliga trong màu áo Mainz và Dortmund. Mùa trước Diallo là cái tên thường xuyên có mặt ở đội hình chính của Dortmund. Anh ra sân 38 trận trên mọi đấu trường, giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Bundesliga. Tuy nhiên, vị trí của cầu thủ này bị đe dọa do đội chủ sân Signal Iduna Park vừa ký hợp đồng với người cũ Max Hammers. Eriksen từ chối tới MU. Theo tờ Daily Express, tiền vệ người Đan Mạch đã phủ nhận khả năng gia nhập Quỷ Đỏ trong mùa hè này. Nguyên nhân là bởi MU không được dự Champions League mùa sau, trong khi đó là một trong những điều kiện tiên quyết để Eriksen rời Tottenham. Maguire quyết rời Leicester. Theo Telegraph tiết lộ, Harry Maguire đã thông báo với ban huấn luyện cũng như các đồng đội ở sân King Power ước muốn được ra đi ngay trong mùa hè này. Bầy cáo cũng hứa sẽ không cản đường trung vệ người Anh nếu yêu cầu của họ được đáp ứng 80-90 triệu bảng. Hiện tại, MU và Man City đang là hai đội muốn có cầu thủ này. Ajax đồng ý bán De Ligt 1.900 tỷ đồng chốt ngày ra mắt. Theo tin từ Sky Sport Italia, Juventus đã đồng ý với mức giá 75 triệu euro để có được sự phục vụ của Matthijs de Ligt từ Ajax. Matthijs de Ligt là cái tên khiến báo giới phải tốn rất nhiều giấy mực trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Sau một mùa giải thành công cùng Ajax, trung vệ người Hà Lan được rất nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu nhòm ngó. MU, Barcelona, Bayern Munich hay Paris Saint-Germain là những cái tên nổi bật và đều từng có giai đoạn dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ 20 tuổi. Tuy nhiên, cả bốn đội bóng trên đều buông dần theo thời gian. MU quyết định từ bỏ do nghi mình chỉ là bia tăng giá, trong khi Paris Saint-Germain, Bayern hay Barcelona thì không đáp ứng được yêu cầu cá nhân của De Ligt. Cuối cùng, một ông kèn bất ngờ xuất hiện và chiếm thế thượng phong hoàn toàn, đó là Juventus. Theo Sky Sport Italia, Juventus đã đồng ý trả 75 triệu euro tương đương hơn 1.970 tỷ đồng cho Ajax để có được chữ ký của De Ligt. Trung vệ người Hà Lan sẽ có mặt tại thành phố Turin vào đêm thứ Ba 16 tháng 7. Giờ địa phương và chính thức có buổi kiểm tra y tế vào sáng ngày thứ Tư 17 tháng 7. Giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ Ajax, Mark Overmars cũng đã lên tiếng xác nhận mọi việc xung quanh thương vụ De Ligt đã gần như hoàn tất. Phía chúng tôi chỉ còn chờ xác nhận đảm bảo từ phía ngân hàng. Ajax luôn rất chặt chẽ trong vấn đề này. Tôi hy vọng sẽ có tiến triển nhanh chóng. Họ là những người Ý. Theo nhiều nguồn tin, De Ligt ký hợp đồng với Juventus trong vòng 5 năm với mức lương 12 triệu euro trên mùa. Đây là một trong những mức lương kỷ lục tại châu Âu cho một cầu thủ mới chỉ có 19 tuổi. Tất nhiên, Juventus không phải tự nhiên điên rồ đến vậy. De Ligt được đôn lên đội hình một Ajax khi chưa đầy 17 tuổi và nhanh chóng chiếm được suất đá chính thức. Trung vệ người Hà Lan từng đá chính chung kết Europa League và bán kết Champions League và thậm chí còn ghi bàn. Đây là điều ít người làm được khi chưa đầy 20 tuổi. Sự có mặt của De Ligt làm người hâm mộ Juventus cực kỳ háo hức với bức tường Turin 2.0. Bộ Bacielini, Bazzagli đã rời câu lạc bộ và Bonucci đều đã luống tuổi và không còn thi đấu đỉnh cao được bao lâu nên Juventus cần những nhân tố trẻ như Rugani hay De Ligt. Mùa giải sau, Juventus hứa hẹn sẽ rất một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League. Sau khi có được Ronaldo ở mùa hè trước, lão bà đang mạnh tay cải tổ đội hình để phục vụ cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Điều này chứng tỏ ước mơ cháy bỏng về chiếc cúp C1, điều Juve còn thiếu từ năm 1996 tới nay. Công Phượng gặp áp lực lớn, câu lạc bộ Bỉ chiêu mộ tiền đạo Nhật Bản. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa có lần thứ 3 xuất ngoại sau khi câu lạc bộ Sint-Truiden của Bỉ hoàn tất thủ tục mượn từ Hoàng Anh Gia Lai. Cầu thủ người Việt Nam được dự đoán sẽ có một năm đầy khó khăn tại châu Âu. Mới đây, Công Phượng đã có mặt tại Bỉ và tỏ ra hòa nhập khá nhanh với các đồng đội mới. Tuy nhiên, thử thách ngay lập tức tới với chàng trai 24 tuổi. Theo tin từ báo chí Nhật Bản, câu lạc bộ Sint-Truiden vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Yuma Suzuki từ câu lạc bộ Kashima Antlers. Mức giá hiện tại đang được đôi bên giữ kín và thương vụ sẽ hoàn thành sau khi cầu thủ sinh năm 1996 kiểm tra y tế tại trụ sở câu lạc bộ. Trên trang chủ của câu lạc bộ Sint-Truiden, tiền đạo người Nhật Bản cũng đã có những lời phát biểu đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Yuma Suzuki và tôi tới từ đội bóng hàng đầu Nhật Bản Kashima Antlers. Điều tôi muốn làm nhất khi gia nhập Sint-Truiden là ghi nhiều bàn nhất có thể. Yuma Suzuki có một thành tích khá khủng khi từng đóng vai trò quan trọng giúp Kashima Antlers vô địch AFC Champions League 2018. Tiền đạo này được bầu chọn là cầu thủ hay nhất giải đấu năm đó. Mặc dù vậy, Suzuki mới chỉ ghi được 27 bàn sau 96 lần ra sân cho câu lạc bộ của Nhật Bản. Một điểm đáng chú ý khác là Yuma Suzuki chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Nhật Bản dù nổi danh từ khá sớm. Nguyên nhân là bởi cầu thủ này thường xuyên bị chấn thương. Kể từ tháng 12 năm 2018, tiền đạo này không ra sân một phút nào do chấn thương gân kheo. Đây là một lợi thế cho Công Phượng trong cuộc chạy đua tìm một suất đá chính tại Sint-Truiden bởi tiền đạo người Việt Nam không thể so sánh về thể hình cũng như sức mạnh với Yuma Suzuki. Công Phượng chỉ cao 1m68 trong khi cầu thủ người Nhật cao tới 1m82. Chưa kể đến việc ông chủ của câu lạc bộ này là một người Nhật Bản nên có sự ưu ái cho đồng hương cũng là điều dễ hiểu. Sau khi bán Tomiyasu sang Bologna và Kamada sang Frankfurt, Sint-Truiden đang tích cực tìm thêm những cầu thủ Nhật Bản và Yuma Suzuki là một trong số đó. Như vậy, dù Công Phượng chưa ra sân lần nào cho Sint-Truiden nhưng có thể thấy những thử thách rất lớn cho tiền đạo người Việt Nam.